Em chào tất cả mọi người nhé, đang xem kênh của Sốt Giải Si Tuấn Hương ạ. Hôm nay thì Sốt Giải Si của em lên soạn hàng báo giá cho mọi người một lô giày thể thao full hiệu nam nữ hàng chính hãng. Hàng nhà em thì đều là hàng si tuyển, độ mới còn cao. Độ mới thì tùy vào từng đôi giày thì em sẽ có báo giá riêng. Bác nào chốt đơn thì mọi người có thể là có hai cách chốt đơn, một là mọi người có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline, xong sau đấy là mọi người sẽ báo cho em cái mã mọi người chốt. Cách thứ hai đấy là cách mà mọi người sẽ chụp màn hình lại cái mẫu mà mọi người chốt để cho đỡ nhầm lẫn ấy, thì mọi người chụp cái mẫu mà mọi người muốn chốt xong gửi qua số Zalo cho em. Và đối với cả khách hàng mới ấy, thì mọi người vui lòng là chuyển khoản trước thì bên em đi đơn nha mọi người nhá. Và mọi người lưu ý giúp em là nếu mà bác nào mà hay bom hàng ấy là em cũng đã có số ở trên danh sách hệ thống của bên em rồi. Thế nên là mọi người thực sự thiện chí mua hàng thì mọi người hãng đặt hàng nhé mọi người nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem video này của em. Em lên mã đầu tiên cho các bác. Đây là một đôi giày của thương hiệu Alexander McQueen, giày của Italia, của Ý nhá. Lót lòng trong vẫn còn zin này, phun da, cốt háng này. Và size này là size 38, mã Z6. Mua mới thì đôi này giá là khoảng 19-20 triệu cho đôi McQueen này nha mọi người. Size này size 38, chiều dài bàn chân là khoảng 24 cm, thì các bác có thể đi vừa mẫu này. Đôn đế đôi này cao tầm khoảng ngang phân nhá. Bác nào thấp một chút thì mình chọn những cái đôi đi chiều cao, tôn chiều cao như này thì trông nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo em lên cho các bác một đôi Chanel nữ. Đôi này là hiệu Chanel, size nữ nhá. Size của đôi này là 38, giày phun da màu trắng ạ. Hàng made in Italy và cái chữ Italy nó hơi mòn một tí. Đấy, đế thì tình trạng đây, ok còn ngon nhá. Giày phun da này, da còn rất là đẹp nhá. Cốt hãng đầy đủ nhá, hàng chính hãng các bác ạ. Lót lòng trong vẫn còn jean Chanel này. Đấy. Size của đôi này là 38, chiều dài bàn chân 24. Giá cho đôi này là 1,4 triệu nhá các bác nhá. 1,4 triệu, hiệu Chanel. Em lên một đôi Adidas ạ. Đôi này là mã L3, size 43.5, chiều dài bàn chân là 27,5 cm nhé. Đôi này là hiệu Adidas, giày thì phun da màu trắng nhé. Đôi này rất mới ạ. Giá cho đôi này là 650, chiều dài bàn chân 275, tính theo size Hàn nhé, là size người châu Á, người Việt Nam mình nhé. Đấy, mẫu này giá bán là 650, hiệu Adidas. Em lên một đôi Lacoste ạ. Đôi này là hiệu của Thái Lan nhé các bác nhé. Hiệu Thái Lan, mã L2, size là 42, biểu tượng là hình con cá sấu nhá. Mẫu này là hiệu của Thái Lan và sản xuất tại Thái Lan luôn. Chiều dài bàn chân là 26,5 nhá. Mã L1, giá cho đôi này bán tri ân cho mọi người là 500. Đôi này là dòng cổ lửng nhá mọi người nhá. Các bác ưng đôi này mọi người chốt xong rồi là giữ đi để mùa đông đi ấy. Đi tắt ở bên trong xong rồi là mọi người mặc quần jean đi rất là đẹp. Em lên tiếp, đây là một đôi giày Adidas nhá mọi người nhá. Đôi này ra đôi này không phải Adidas, đôi này hiệu Hàn thôi, 88G Sport New. Là mẫu này thì size 41, đế xốp bên trong là cao su, tình trạng đôi giày này là mới tinh luôn, size 41 các bác ạ.
Môn này mọi người có thể mua đi tập thể dục này, tập gym này, chơi thể thao nhẹ đều có thể chơi được nhá. Size của đôi này là 41 các bác nhá. Mẫu này bác nào chốt thì chốt cho em mã là mã U8 nhá. U8 này. Size 41 nhá mọi người nhá. Giá cho đôi này là 350. U8 size 41 hiệu Hàn Quốc nhá. Em lên một đôi giày của thương hiệu Fila. Đôi này là hiệu của Ý ạ. Đôi này thì tình trạng là đế nó sẽ hơi mòn một tí ở đây thôi ạ. Mã D27, size 40, chiều dài bàn chân 25. Đôi này mới tinh nhá. Mới tinh. Giá cho đôi này là 400, hiệu Fila. Em lên tiếp một đôi Nike E nhé các bác nhé. Mã D31, size là 40, chiều dài bàn chân là 25. Đôi này là dòng Nike Air Force nha mọi người nhé. Và mẫu này bây giờ rất là khó nhập, bởi vì là nó cũng ngừng sản xuất rồi ấy mọi người ạ. Đôi này phun ra màu trắng nhá, tình trạng độ mới cao, đôn đế khoảng 3,5 phân. Bác nào thích màu trắng này hay mặc quần jean thì mọi người lên giữ cho mình một cái đôi như thế này. Giá bán cho đây là 400, hiệu Nike Air Force, giá là 400. Nhiều khách hỏi em Nike Air Force lắm nhưng mà không có size thôi mọi người ạ. Thế nên là có size nào thì khuyên mọi người lên lấy, mỗi người đi lên chân đẹp lắm ạ. Không phải nhà em bán mà em nói thế đâu, mà mẫu này thì unisex, nam nữ đều có thể đi được ấy. Nhiều khi là em cũng phải giữ cho mình một đôi để đi ấy. Em lên cho mọi người mã tiếp theo này. Đây là một đôi Zili của thương hiệu Adidas nhá. Mã là F6, size là 42, hiệu Adidas và đế là đế put này. Giá cho đôi này là 650. Đôi này mua mới, giá là khoảng 90 triệu nhá. Màu của đôi này rất là đẹp, nhã nhặn nhá và rất là sạch. Đôi này nguyên zin nguyên bản hết, từ dây này, từ đế ạ. Giá cho đôi này là 650. Em qua mã. Em lên cho các bác một đôi mã H18 này, size 40.5, hiệu Nike. Dòng Nike đế bằng nhá. Mẫu này thì mọi người có thể đi tập thể dục, đi chơi thể thao, chơi nhẹ được. Nó không phải là chuyên dụng để chơi thể thao, cầu lông hay bóng chuyền hay bóng rổ. Tuy nhiên là đôi này có thể chơi thể thao được và có thể chạy bộ, có thể tập gym nhá. Giá cho đôi này là 300, mã H18, size 40.5. Em lên tiếp ạ. Mã M3, dòng Nike Free. Nike Free, mã M3, size 40. Đôi này thì lót lòng trong vẫn còn jean này. Made Indo, size 40, chiều dài bàn chân là 255. Mới tinh luôn, siêu nhẹ nhá. Giá cho đôi này là 500. Siêu siêu nhẹ nhá các bác nhá. Màu này là màu, nó cũng không phải trắng hẳn mà nó cũng không phải vàng hẳn đâu. Màu này rất là sạch nhá. Em qua mã một đôi Gucci đế bằng. Mã VIP 1, size 41 nhá mọi người nhá. Made in Italy. Đôi này mua mới giá khoảng 30 triệu. Nhưng mà đôi này thì
Size 41 nha, chiều dài bàn chân 26 ạ. Đế bằng phun da màu trắng ạ. Tôi này mặc với cả quần jean rất 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 đẹp luôn. Đây là gót này, gót còn rất là ngon và phần mũi giày còn rất là mới nha. Rất rất ngon. Đôi này giá bán là 1 triệu 9 cho bác nào đi vừa size 41 nha. Bác nào đi vừa size 41 thì chốt ạ. Em lên tiếp một đôi giày của thương hiệu Cá Sấu. Mẫu này là hàng Thái mọi người nhé. Hàng Thái, biểu tượng là hình con cá sấu. Đấy, hình con cá sấu, size 260 nha. Phun da, mix giữa màu đen và màu đỏ gạch. Mã LV04 ạ, size 41, hiệu cá sấu. Giá cho đôi này là 1 triệu 2, giày phun da, đôi này hiệu nhá. Mua mới đôi này cũng rất là đắt. Rơi tầm khoảng là trên dưới 10 triệu gì đấy, khoảng tầm 10 triệu rưỡi, 11 triệu. Mọi người nhá. Em lên một đôi Chanel nữ ạ. Đôi này size 38. Đôi này Chanel nhá. Thật ra là mẫu này nam nữ đều có thể đi được, unisex, rất là dễ đi. Đôi này đang không có mã, size 38, mới tinh ạ. Giày này chính hãng nha các bác. Lên cho em mã là mã C1 size 38, hiệu Chanel. Giá cho đôi này là 1 triệu 4 ạ. Mã C1 hiệu Chanel. Cốt đây mọi người nha. C1 size 38 hiệu Chanel. Giá là 1 triệu 4 cho đôi Chanel này nha mọi người. Mẫu này nam nữ đều đi được ạ. Màu này cũng rất là dễ phối đồ. Em lên một đôi Nouveautin. Giày Nouveautin nha mọi người nha. Đôi này hay giày hiệu. Điểm nhấn của đôi giày này thì nó được đính đá ở bên trên. Đôi này chưa nhét lõi ở đằng trong. Thế nên là nó đang hơi bị móc cái phần mũi giày ở đây nhá. Mọi người nhá. Đôi này là chưa nhét lõi ạ. Còn lại thì rất mới luôn. Mã là LB44 size 44 ạ. Size 44 hiệu Christian Louboutin. Hàng made in EU nhá mọi người nhá. Made in EU. Lót da, lót còn rất là mới đây. Hiệu này của Pháp ạ. Mẫu này giá bán là 2 triệu 8 nhá. Đôi này mua mới giá khoảng 40-50 triệu đấy mọi người ạ. Siêu siêu mới và siêu siêu đẹp. Bên trên phần mũi giày là có đính đá giúp em nha. Bên trên mũi giày là có đính đá này. Buổi tối mọi người đi club, đi bar này. Hoặc là đi, nói chung là đi đâu đấy. Mà đến những cái nơi mà kiểu lấp lánh ấy. Thì đôi này nó sẽ rất là đẹp. Mọi người nhá. Cái phần mũ đầu mũi giày của bên này là do em chưa nhét lõi. Khi nào mà bác nào chốt đơn thì em sẽ đóng đơn và gửi hàng cho mọi người. Thì em sẽ nhét lõi đầy đủ nhá. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi Gucci dáng giày mocha nhé mọi người. Size là 42, chiều dài bàn chân 27, mã LV2. Hiệu Gucci nhá. Màu của đó là màu nâu, chất liệu da được làm từ da bò. Giá cho đôi này là 1 triệu 8 ạ. Hiệu Gucci nhá. Người ta lại đang khoan đục mọi người ạ. Thành ra là tiếng nó sẽ bị ồn vọng vào. Thế nên là em sẽ nói nhanh nha. Đôi này của Kawasaki của Nhật nhá, size 39 các bác ạ, giày cầu lông.
Bác nào ưng chốt cho em mẫu này giá 700 mã E3 size 39 hiệu Kawasaki của Nhật nhá. Em lên mã cuối cùng ạ. Đây là một đôi giày Alexander McQueen size nữ nhá. Size 36, 537 đi vừa, mã M1 nhá, hiệu McQueen. Đôi này giá bán cho mọi người là 600 nhá. Tình trạng còn rất là mới nha mọi người. Đôi này thì chắc là mã cuối cùng trong phiên live hôm nay nha mọi người. Các bác xem kênh mình ưng mã nào chốt đơn thì chụp màn hình lại xong gửi qua Zalo cho em nhá. Tại vì là bây giờ người ta đang khoan đục ấy, thế nên là rất là ồn. Em quay thì mọi người cũng có thể là không nghe rõ. Thế nên là các bác vui lòng là chốt những cái mã mà em đã lên nhá mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Em chào tất cả mọi người ạ.